Dấu hiệu đặc trưng của bệnh ORT trên con gà, chúng ta nhìn thấy xác chết con gà nằm ngửa do thiếu oxy và ngáp đớp khí không được, thì khi nặng quá thì gây ra hiện tượng gà nằm ngửa ngáp khí, và chúng ta mổ khám ra để trong phế quản của gà đóng kẽn và hiện tượng này tắc khí quản và gà có thể gây ra hiện chết nhanh đột ngột khi mắc phải những cái dấu hiệu điển hình này. Và chúng ta mổ khám ra thì thanh khí quản, phế quản đóng những cái dịch đờm cứng và gây ra hiện tượng con gà chúng ta không thở được. Và khi con gà chúng ta có dấu hiệu kém ăn thì tiêm 2 mũi đến 3 mũi sau đó chúng ta cho ăn thuốc thì đạt hiệu quả cao nhé. Bà con chúng ta chú ý điều này để chúng ta phòng bệnh tốt bệnh ORT trên gà.